Kính thưa quý vị, một tòa nhà ở New York bị sụp đổ sau một vụ nổ. Tin từ New York, các nhân viên cứu hỏa của thành phố New York đã nhanh chóng chạy đến hiện trường một tòa nhà bị sụp đổ ở Manhattan vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, được cho là do một thất thoát gas gây ra một vụ nổ, tiếp đến là một trận hỏa hoạn và làm sụp đổ tòa nhà. Các nhân viên cấp cứu đã vội vã kéo đến một tòa nhà trên đường East 116 và Park Avenue ở Đông Harlem. Sở cứu hỏa cho biết có ít nhất 11 người đã bị thương và 2 người bị thiệt mạng. Cảnh quay từ trên không cho thấy một tòa nhà sụp đổ với khói đen dày đặc tuôn ra. Các mảnh vỡ có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh. Một số mảnh vỡ rớt trên một xe điện ngầm trên tuyến đường bắc chạy gần tòa nhà. Tuyến đường xe lửa này sau đó đã bị ngưng hoạt động. Cảnh sát đã phong tỏa 3 góc đường xung quanh khu vực.